Xin chào các bạn. Khi nhắc đến một quốc gia hay vùng đất nào đó trên thế giới, người ta thường liên tưởng đến một địa điểm du lịch nổi tiếng, một món ăn địa phương chứ danh hay đơn giản chỉ là một cá nhân đặc biệt. Đối với những ai đam mê bóng đá, chắc chắn khi hỏi về quê nhà của danh thủ Cristiano Ronaldo thì không khó để họ đưa ra đáp án là Bồ Đào Nha. Bên cạnh niềm đam mê mãnh liệt cho bộ môn thể thao vua, thì quê nhà của danh thủ này còn sở hữu bề dày lịch sử, cùng nền văn hóa lâu đời, nổi bật với những ngôi làng cổ kính, những bãi biển đẹp, ẩm thực đậm chất địa Trung Hải và người dân vô cùng hiếu khách. Thêm vào đó thì dù là một quốc gia có dân số và diện tích khá khiêm tốn tại châu Âu, thế nhưng quốc gia này đã để lại nhiều di sản văn hóa, kiến trúc và ngôn ngữ mang tính ảnh hưởng toàn cầu. Trong đó tiếng Bồ Đào Nha thậm chí còn là ngôn ngữ chính thức của 9 quốc gia, bao gồm Bồ Đào Nha, Brazil, Cabo Verde, Angola, Guinea-Bissau, Mozambique, Sao Tome và Prince, Guinea Xích Đạo và Timor-Leste. Ngoài ra, nó còn được sử dụng ở Goa của Ấn Độ, Macau. Nhìn chung với chiều dài hàng nghìn năm lịch sử, Bồ Đào Nha vẫn luôn ẩn chứa những sự thật thú vị mà không một quốc gia non trẻ nào có được. Và trong video hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi khám phá 15 sự thật thú vị về quốc gia này nha. Sở hữu điểm cực Tây của châu Âu. Bồ Đào Nha hay Cộng hòa Bồ Đào Nha là một quốc gia nằm ở phía tây nam của châu Âu, trên bán đảo Iberia, có diện tích là 92.391 km² và dân số là 10.290.000 người. Trên đất liền, hàng xóm duy nhất của quốc gia này là Tây Ban Nha, với đường biên giới ở phía đông và phía bắc, còn phía tây và phía nam thì được bao bọc bởi Đại Tây Dương. Một trong những điểm đến thu hút du khách hiện nay của Bồ Đào Nha chính là Cabo da Roca. Đây không chỉ là mũi biển đánh dấu điểm cực Tây phần đất liền của Bồ Đào Nha mà còn được biết đến là điểm cực Tây của châu Âu. Thực tế thì đây là một vách đá hẹp, có độ cao so với mực nước biển khoảng 140m. Vì vậy, việc ngắm cảnh từ vị trí này là vô cùng lý tưởng. Từ đây thì du khách có thể phóng tầm mắt nhìn ra cả Đại Tây Dương mênh mông và cả bầu trời trong xanh cao vời vợi. Tại vùng mũi đất, để đánh dấu chủ quyền thì chính quyền địa phương đã cho xây dựng một ngọn hải đăng và một cột thành giá hướng ra biển. Ngoài ra còn có một tấm bia đá cổ ghi chép các thông tin cơ bản để du khách có thể tìm hiểu thêm về mũi biển này. Người đặt nền móng cho chữ quốc ngữ Việt Nam là người Bồ Đào Nha. Khoảng thế kỷ 16, Bồ Đào Nha là một trong những nước phương Tây đến buôn bán ở nước ta. Nhờ có được thiện cảm từ chính quyền đàng trong, tức là thời chúa Nguyễn, và đàng ngoài, thời Lê Trung Hưng, nên việc buôn bán của người Bồ Đào Nha khá phát triển. Cùng với đó, họ cũng bảo trợ và tạo điều kiện cho một số giáo sĩ dòng tên đến nước ta để truyền đạo. Trong quá trình truyền đạo, để công việc được thuận lợi thì họ đã học tập, trau dồi vốn từ vựng và nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt, mà người đặt nền móng đầu tiên chính là giáo sĩ Francisco de Pina. Trước kia, người Việt vẫn nói tiếng Việt như bây giờ, song do phải trải qua 1.000 năm Bắc thuộc mà giới trí thức nước ta đã bị ảnh hưởng bởi Trung Hoa rất mạnh, và các triều đại của người Việt sau này đều sử dụng chữ Hán trong các văn bản chính thức. Đến khoảng thế kỷ thứ 10 thì người Việt sáng tạo ra chữ Nôm và nó đã trở thành một loại chữ viết được sử dụng khá rộng rãi trong văn thơ cổ. Vào năm 1617, giáo sĩ Francesco de Pina đến Hội An và Đức Mặn thuộc Bình Định ngày nay rồi trở về cư ngụ tại Thanh Chiêm vào năm 1623 thuộc Quảng Nam. Ông học tiếng Việt rất nhanh và trở thành người phương Tây giỏi tiếng Việt nhất thời bấy giờ. Và để có thể truyền lại được kinh sách giáo lý của đạo Thiên Chúa, với kinh nghiệm Latin hóa tiếng Nhật và tiếng Hán thì ông Pina đã bắt tay vào việc Latin hóa tiếng Việt. Có thể nói ông là người có công rất lớn trong việc đặt nền móng cho chữ quốc ngữ tại Việt Nam khi kết hợp giữa bảng chữ cái Latin và cách phát âm của người Việt để tạo ra chữ viết mới được xem như tiền thân của chữ quốc ngữ hiện tại. Và để hoàn thành việc nghiên cứu thì ông cũng đã nhờ đến sự hỗ trợ từ các giáo sĩ bản xứ và một số học trò của ông như Cristoforo Bori, người Ý, Alexandre de Rose, người Pháp, v.v. Đến năm 1625 thì giáo sĩ Francesco de Pina đã qua đời trong một vụ đắm tàu và công trình nghiên cứu của ông đã được người học trò Alexandre de Rose mang về Macau. Sau đó, từ những nghiên cứu có sẵn và tham khảo từ hai cuốn từ điển Việt Bồ La và Bồ Việt của hai giáo sư Gaspar de Amaro và Antonio Barbosa, ông Alexandre de Rose đã hoàn thiện cuốn từ điển Việt Bồ La bằng tiếng Việt đầu tiên trên thế giới. Có thủ đô lâu đời nhất châu Âu hiện nay. Được thành lập từ năm 868 với tư cách là một vùng lãnh thổ chư hầu của Vương quốc Asturias và sau đó là Vương quốc Galicia và León. Đến năm 1139,
Vương quốc Bồ Đào Nha mới tuyên bố độc lập khỏi Vương quốc Leon sau khi giành chiến thắng trước Vương triều Hồi giáo Almoravid tại trận Orike. Và điều này cũng giúp cho Bồ Đào Nha trở thành một trong số những quốc gia tồn tại lâu đời nhất tại châu Âu hiện nay. Đến năm 1255 thì vai trò thủ đô của Vương quốc Bồ Đào Nha mới được chuyển sang cho Lisbon. Nhờ vào vị thế đặc biệt của mình mà trong khoảng thời gian từ thế kỷ 15 cho đến thế kỷ 16, đây là địa điểm dừng chân ưa thích của rất nhiều nhà hàng hải trên hành trình chinh phục những vùng đất mới. Và cũng vì sự đông đúc và nhộn nhịp mà Lisbon đã nhanh chóng trở thành trung tâm kinh tế và đầu mối giao thông quan trọng của cả nước. Ngày nay Lisbon nằm ở phía tây của bán đảo Iberia và là thủ đô duy nhất tại châu Âu nằm dọc theo bờ biển Đại Tây Dương. Thủ đô cũng được xây dựng ở một địa thế rất đặc biệt, trên 7 ngọn đồi nhìn ra cửa sông Tagus. Hiện Lisbon được công nhận là thành phố toàn cầu vì tầm quan trọng của nó trong nhiều lĩnh vực như là tài chính, thương mại, giải trí, nghệ thuật, giáo dục và du lịch. Và dù là thành phố đông đúc và phát triển bậc nhất của Bồ Đào Nha hiện nay, nhưng vào năm 1755, một trận động đất mạnh đến 8,5 độ Richter đã phá hủy gần như 85% thành phố và khiến hơn một nửa dân số thiệt mạng vào thời điểm đó. Từng sở hữu một nửa tân thế giới. Sáng sớm ngày 12 tháng 10 năm 1492, trên cuộc hành trình đi tìm Ấn Độ bằng đường biển, nhà hàng hải Christopher Columbus đã khám phá ra châu Mỹ, vốn là một miền đất chưa ai biết đến. Đây là một sự kiện lịch sử mở đầu cho việc tìm hiểu tân thế giới và dẫn tới sự phổ biến của nền văn minh phương Tây trên lục địa này. Cũng từ đây đã dẫn đến sự tranh chấp lãnh thổ giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Cho đến năm 1494 thì vấn đề này mới được giải quyết thông qua hiệp ước Tordesillas. Cụ thể thì hiệp ước này phân chia tân thế giới thành hai nửa nằm dọc theo kinh tuyến của Brazil hiện nay. Phần phía đông thuộc về Bồ Đào Nha, với phần lãnh thổ trải dài từ châu Mỹ, châu Phi cho đến những khu vực xa xôi ở phía đông châu Á, còn phần còn lại ở phía tây thì thuộc về Tây Ban Nha. Sau khi có được một nửa tân thế giới, thì đến thế kỷ 15 và 16, Bồ Đào Nha đã thành lập nên đế chế hàng hải và thương mại đầu tiên trên toàn cầu và trở thành một trong những nền kinh tế, chính trị và quân sự lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, trận động đất ở Lisbon năm 1755 và cuộc chiến tranh thời Napoleon đã khiến cho quốc gia này dần mất đi các lãnh thổ hải ngoại của mình. Cho đến năm 1999, việc bàn giao Macau cho Trung Quốc cũng đánh dấu sự kết thúc của một trong những đế chế thuộc địa tồn tại lâu đời nhất trong lịch sử. Liên minh lâu đời với Vương quốc Anh. Trong quá khứ, để có thể phát triển lớn mạnh, thì một số quốc gia không chỉ tiến hành các cuộc thám hiểm đến những vùng đất mới hay chinh phạt khắp nơi để mở rộng lãnh thổ, mà họ còn hợp tác với các nước khác để tạo nên những liên minh nhằm mục đích hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực. Và một trong những liên minh quân sự lâu đời nhất hiện nay phải kể đến là Liên minh Anh-Bồ Đào Nha. Tình bằng hữu giữa Anh và Bồ Đào Nha bắt đầu từ năm 1147 khi quân thập tự chinh của Anh trên đường tham gia cuộc thập tự chinh thứ hai đã giúp vua Alfonso đệ nhất giành lại được thủ đô Lisbon từ tay người Hồi giáo. Từ đây dẫn đến sự giao thiệp thường xuyên giữa quý tộc hai bên. Tới năm 1386, vua nước Anh là Richard đệ nhị đã đồng ý ký kết hiệp ước Windsor với vua Bồ Đào Nha là John đệ nhất, qua đó đánh dấu sự liên minh giữa hai quốc gia và cam kết không bao giờ gây chiến với nhau, cũng như sẽ cung cấp viện trợ cho nhau bất cứ lúc nào cần thiết. Kể từ đó thì hai quốc gia thường xuyên kề vai sát cánh với nhau trong nhiều giai đoạn lịch sử. Ngày nay thì liên minh giữa Anh và Bồ Đào Nha đã vượt ra ngoài phạm vi hợp tác quân sự và đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Vào ngày 13 tháng 6 năm 2022, Thủ tướng Bồ Đào Nha và Thủ tướng Vương quốc Anh đã ký một thỏa thuận mới tại London được gọi là Tuyên bố chung Anh-Bồ Đào Nha về hợp tác song phương, qua đó khẳng định Liên minh Anh-Bồ Đào Nha vẫn là một liên minh tồn tại lâu đời nhất trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên là mọi thứ không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Vào năm 1890, hai nước từng có xích mích trên vùng đất mà ngày nay là Zambia. Và vào cuối năm 1961 thì Anh quốc thậm chí còn từ chối giúp Bồ Đào Nha trong sự kiện Ấn Độ dùng vũ lực để giành lại thuộc địa Wa từ tay người Bồ, vốn là một phần lãnh thổ trước đây của họ. Nhà xuất khẩu rượu vang lớn nhất thế giới. Bồ Đào Nha nổi tiếng với các loại rượu vang hảo hạng và hiện được biết đến là nhà xuất khẩu rượu vang lớn nhất thế giới, chiếm khoảng một nửa thị trường xuất khẩu toàn cầu. Tại đây có hai vùng nguyên liệu sản xuất rượu vang được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đó chính là vùng rượu vang thung lũng Douro và vùng rượu vang đảo Pico.
Chất lượng của rượu vang thường được quyết định bởi 90% nguyên liệu làm ra nó là quả nho, và ở Bồ Đào Nha, nhờ vào khí hậu thích hợp cùng với thổ nhưỡng đặc trưng, đã tạo ra nhiều giống nho bản địa có chất lượng cao và mang hương vị đặc trưng của vùng trồng ra nó. Và trong tất cả các loại rượu vang, thì Porto là loại rượu vang cường hóa nổi tiếng nhất được sản xuất ở thung lũng Douro. Đồng thời thì đây cũng là một trong những điểm nhấn của ngành công nghiệp chế biến rượu tại Bồ Đào Nha. Đây vốn là một loại rượu được pha trộn bởi nhiều giống nho, và hiện có nhiều dòng rượu Porto có hương vị đặc trưng trên thị trường. Chẳng hạn như White Port, một loại rượu được làm từ nho trắng, cùng với đào khô, tiêu sọ, vỏ cam quýt và hương trầm có vị ngọt dịu. Hay Tawny Port, một loại rượu ủ thùng càng lâu càng ngon, có thể lên đến 20 năm, vì thời gian ủ lâu nên giá trị của loại rượu này cũng rất đắt. Sở hữu cây cầu dài nhất châu Âu. Cầu Vasco da Gama là một cây cầu dây văng bắc qua sông Tagus ở thủ đô Lisbon. Tính đến nay thì nó vẫn giữ danh hiệu là cây cầu dài nhất châu Âu vẫn còn đang được sử dụng. Điều thú vị là tên của cây cầu này còn được đặt theo tên của Vasco da Gama, vốn là một nhà thám hiểm và nhà hàng hải nổi tiếng người Bồ Đào Nha, đồng thời thì đây cũng là người đầu tiên đi trực tiếp từ châu Âu đến Ấn Độ bằng đường biển. Được xây dựng vào năm 1995 và hoàn thành vào năm 1998, với tổng chi phí xây dựng hơn 1,1 tỷ đô la. Cầu Vasco da Gama có tổng chiều dài là 17,2 km, bao gồm cả cầu cạn, và khoảng thông thuyền là 148 m, nên các loại tàu vận tải cỡ lớn có thể dễ dàng đi qua lại mà không bị cản trở. Bề mặt cầu rộng 30 m, được thiết kế có 6 làn xe cơ giới với tốc độ cao nhất là 120 km/h, tương đương với tốc độ trên đường cao tốc, và sẽ có một số đoạn bị giới hạn thấp hơn, chỉ 90 km/h. Ngoài ra thì số làn đường sẽ được mở rộng từ 6 lên 8 khi lưu lượng giao thông vượt quá mức trung bình 52.000 lượt trên một ngày, và bạn sẽ phải mất chi phí từ 3 cho đến 13 đô la cho từng loại phương tiện giao thông khác nhau khi đi qua cầu. Có thể nói, mục đích xây dựng cầu Vasco da Gama là nhằm nâng cao hệ thống giao thông tại thủ đô Lisbon, nhưng sau này thì nhờ vào độ dài ấn tượng của mình mà công trình này đã thu hút rất nhiều du khách đến trải nghiệm cảm giác di chuyển qua cây cầu dài nhất châu Âu, cũng như ngắm nhìn dòng sông Tagus thơ mộng bên dưới. Thánh địa Fatima, trung tâm hành hương toàn cầu. Thánh địa Fatima, hay còn có tên gọi chính thức là Thánh địa Đức Mẹ Mân Côi Fatima, là đền thờ dành riêng cho Đức Mẹ Fatima, vốn là một trong số nhiều tước hiệu mà người Công giáo đặt cho Đức Mẹ Maria. Và thánh địa này từ lâu đã nổi tiếng nhờ vào câu chuyện 6 lần hiện ra của Đức Mẹ. Vào ngày 13 tháng 5 năm 1917, ba đứa trẻ chăn cừu được cho là đã nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp hiện ra, và người phụ nữ này tự nhận mình là Đức Mẹ Maria. Kể từ sau đó thì đã có thêm 5 lần ngày xuất hiện, và đặc biệt nhất là vào ngày 13 tháng 10. Trước mặt khoảng 70.000 người thì một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra khi mặt trời xuống thấp và quay tròn liên tục khi các em nhỏ đang cầu nguyện, và nhiều người cho rằng Đức Mẹ lại một lần nữa xuất hiện tại đây. Và để thể hiện tấm lòng của mình đến vùng đất địa linh này thì người dân đã cho xây dựng nên Thánh địa Fatima, và hiện nó được biết đến là trung tâm hành hương lớn nhất của những người theo Công giáo trên toàn thế giới. Một trong những địa điểm lướt sóng hàng đầu thế giới. Với đường bờ biển dài khoảng 943 km ở phần lục địa, chưa tính các quần đảo, nên Bồ Đào Nha sở hữu rất nhiều bãi biển đẹp. Bên cạnh đó thì vùng biển của quốc gia này còn nổi tiếng với những cơn sóng lớn, nên vô cùng phù hợp với những người mới tập lướt sóng và cả dân chuyên nghiệp. Đặc biệt tại bờ biển Praia da Noite tại thị trấn Nazaré, nổi tiếng là nơi mà Gareth McNamara đã từng thực hiện cú lướt sóng ngoạn mục trên cơn sóng khổng lồ cao khoảng 30 mét. Nhìn chung thì tùy vào mỗi khu vực mà các cơn sóng có thể có độ lớn nhỏ khác nhau, và nếu là một người bắt đầu tập lướt sóng thì bạn có thể đến Sagres, một thị trấn nằm ở phía nam Bồ Đào Nha, bởi những cơn sóng tại đây có chiều cao không quá 1 mét. Ngoài ra thì nơi này còn có một số lớp dạy lướt sóng cơ bản để có thể giúp cho những người mới có thể tập chơi bộ môn này dễ dàng. Ngoài việc lướt mình trên những cơn sóng thì một chuyến du lịch đến các hòn đảo nằm ngoài khơi quốc gia này cũng là một trải nghiệm mà bạn không thể bỏ qua. Một trong số đó là quần đảo Madeira, và đây cũng chính là nơi mà Cristiano Ronaldo đã sinh ra. Madeira là quần đảo và khu tự trị nằm cách thủ đô Lisbon khoảng 900 km về phía tây nam, có diện tích là 801 km2. Quần đảo này nằm trên mảng kiến tạo châu Phi, bao gồm đảo lớn Madeira, Porto Santo và quần đảo nhỏ hơn là Selvagens. Với khí hậu mát mẻ và nhiệt độ trung bình từ 16 cho đến 22 độ C, nên nơi đây vô cùng lý tưởng để nghỉ dưỡng và du lịch. Một trong những điểm nhấn đặc biệt của quần đảo này là thành phố cổ Funchal nằm yên bình bên bờ biển, nổi bật với những khu chợ đầy màu sắc và những món ăn địa phương tươi ngon độc đáo.
một trong những quốc gia an toàn nhất của châu Âu. Vào năm 2021, Bồ Đào Nha được đánh giá là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới, khi xếp ở vị trí thứ tư sau Iceland, New Zealand và Đan Mạch. Điều này được thể hiện ở việc Bồ Đào Nha ít xảy ra tình trạng bạo loạn hay biểu tình, tỷ lệ tội phạm và bạo lực cũng ở mức thấp, an ninh khu vực luôn được kiểm soát chặt chẽ. Nếu như ở nước láng giềng Tây Ban Nha, các phong trào ly khai diễn ra mạnh mẽ với nhiều cuộc biểu tình và bạo loạn, thì Bồ Đào Nha trong lịch sử của mình chưa từng để xảy ra điều này, kể cả hai quần đảo tự trị ở Thái Bình Dương là Açores và Madeira, dù nằm sát đất liền nhưng cũng chưa bao giờ đấu tranh đòi độc lập. Đây là thành quả của một dân tộc có lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ thống nhất. Đặc biệt, Bồ Đào Nha còn là một đất nước cực kỳ an toàn cho cộng đồng LGBTQ khi đây là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Âu hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Quyền phụ nữ cũng được đề cao tại quốc gia này, do đó cuộc sống của phụ nữ tại Bồ Đào Nha được xem là an toàn. Ngoài ra thì tình hình xung đột quốc tế cũng không ảnh hưởng đáng kể đến quốc gia này. Vào năm 2015, khi cuộc tấn công từ IS bùng phát ở một số quốc gia châu Âu như Pháp, Bỉ, Đức hay Vương quốc Anh thì Bồ Đào Nha vẫn không bị nhắm đến. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ việc Bồ Đào Nha là đất nước luôn giữ thái độ trung lập trong chính trị toàn cầu. Phi hình sự hóa hàng trắng. Vào tháng 7 năm 2001, Bồ Đào Nha trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thông qua một bộ luật nhằm phi hình sự hóa cho các trường hợp sử dụng hàng trắng thông thường để giải trí. Việc hợp pháp hóa hàng trắng không có nghĩa là để mặt hàng này được bày bán tràn lan, mà điểm nổi bật là người nghiện không phải là tội phạm, mà họ sẽ được đối xử như bệnh nhân và được điều trị bởi bác sĩ. Và một người dân Bồ Đào Nha sẽ chỉ bị bắt trong trường hợp xác định là người buôn bán trái phép chất cấm. Tuy nhiên hình phạt cũng tương đối nhẹ, và với số lượng nhỏ thì sẽ không bị bắt. Lý do đằng sau bộ luật này thực chất nằm trong danh sách giải quyết vấn nạn về hàng trắng tăng cao tại Bồ Đào Nha. Trên thực tế thì kể từ sau khi việc hợp pháp hóa mặt hàng này, thì ở Bồ Đào Nha đã nhanh chóng giảm số ca tử vong do sử dụng chất cấm quá liều, và Bồ Đào Nha hiện còn là quốc gia có tỷ lệ người sử dụng ma túy thuộc hàng thấp nhất châu Âu. Không có án tử hình. Bồ Đào Nha là quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện bãi bỏ án tử hình kể từ năm 1867, và hiện mức án cao nhất mà tội phạm phải nhận tại quốc gia này là 25 năm. Để chính thức bãi bỏ mức án này, thì quốc gia này đã bắt đầu thực hiện nó từ năm 1846 và chia thành nhiều giai đoạn khác nhau. Giai đoạn đầu tiên là vào năm 1852 khi thực hiện bãi bỏ tử hình dành cho tội phạm chính trị. Đến giai đoạn tiếp theo vào năm 1867 thì bãi bỏ cho tất cả tội phạm, trừ tội vi phạm luật quân sự. Và cuối cùng là vào năm 1911 thì bãi bỏ tử hình đối với tất cả các trường hợp phạm tội. Tuy nhiên, trong Thế chiến thứ nhất vào năm 1916, Bồ Đào Nha đã tái thiết lập hình phạt tử hình dành cho các tội ác quân sự, và cho đến năm 1976 thì hình phạt này mới một lần nữa bị bãi bỏ. Gà trống Bacelos, biểu tượng của quốc gia. Bacelos là một thành phố nằm ở phía bắc của Bồ Đào Nha, nổi tiếng với hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gốm trang trí và các khu chợ địa phương. Tại đây thì bạn có thể bắt gặp rất nhiều hình ảnh về chú gà trống đen cách điệu với chiếc áo màu đỏ, chân xanh và cánh được bao phủ bởi nhiều hình trái tim. Đó là gà trống Bacelos, được biết đến không chỉ là biểu tượng của thành phố mà còn là biểu tượng của Bồ Đào Nha. Truyền thuyết kể rằng, trước đây một người nông dân sống tại Bacelos đã bị buộc tội ăn trộm và bị kết án treo cổ dù bị oan. Do lâm vào cảnh đường cùng nên ông liền ngửa mặt thề rằng nếu ông vô tội thì con gà trống mới chết gần đó sẽ sống dậy và cất tiếng gáy. Một số phiên bản còn cho rằng nó là con gà quay. Kỳ lạ thay là con gà này thực sự sống dậy và người này đã được trả tự do sau đó. Nhiều năm sau thì ông đã dựng lên một bức tượng con gà trống tại Bacelos và biến nó trở thành loài vật biểu tượng của quốc gia này. Ngày nay, những bức tượng gà trống Bacelos thu nhỏ chính là những món quà lưu niệm độc đáo mà bất cứ du khách nào đến với Bồ Đào Nha cũng mong muốn mua về để làm quà cho người thân và bạn bè. Hiệu sách hoạt động lâu đời nhất trên thế giới. Tọa lạc tại thủ đô Lisbon, Livraria Bertrand được thành lập từ năm 1732, hiện được biết đến là nhà sách hoạt động lâu đời nhất trên thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc trong suốt 291 năm qua, nó đã trở thành nhân chứng sống chứng kiến sự thay đổi da thịt của thủ đô Lisbon nói riêng và Bồ Đào Nha nói chung. Ban đầu thì đây chỉ là một cửa hàng sách nhỏ, tuy nhiên thì không biết từ khi nào, Livraria Bertrand đã nhanh chóng trở thành điểm đến ưa thích của nhiều nhà văn và dân trí thức của Bồ Đào Nha thời bấy giờ,
trong đó có nhiều nhà văn nổi tiếng như Alexandre Herculano, Fernando Pessoa, Eka de Queiroz, Antero de Cuenca và Ramalho Ortigao. Theo dòng chảy của thời gian, danh tiếng của nhà sách này được truyền từ đời này sang đời khác và đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của người dân tại đây cho đến ngày nay. Vào năm 2010, Livaria Bertrand chính thức trở thành một phần của nhà xuất bản Porto Editora với 59 chi nhánh được mở rộng thêm trên toàn quốc. Cửa hàng sách ban đầu hiện vẫn còn được giữ lại để làm nơi lưu giữ nhiều tác phẩm văn chương. Bên cạnh đó thì với tuổi đời kỷ lục của mình thì hiện nơi đây còn là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch bậc nhất tại thủ đô Lisbon. Không xin thêm gia vị khi ăn bên ngoài. Ở nước ta, việc các quán ăn hay nhà hàng đặt thêm trên bàn những lọ gia vị nhằm giúp thực khách có thể nêm nếm khi thưởng thức các món ăn là một điều vô cùng bình thường. Thậm chí các khách hàng còn có thể yêu cầu việc lấy thêm gia vị nếu tại đó không có. Thế nhưng ở một số quốc gia thì việc này được xem là một điều cấm kỵ. Chẳng hạn như ở Bồ Đào Nha, có một luật bất thành văn vô cùng kỳ lạ tại nước này. Đó là bạn không được xin thêm bất kỳ một loại gia vị nào khi đi ăn tại quán ăn hay nhà hàng ở quốc gia này. Theo quan niệm của người dân Bồ Đào Nha, việc xin thêm gia vị cho các món ăn đã được phục vụ là một sự xúc phạm với đầu bếp bởi nó thể hiện cho việc đầu bếp đã nêm nếm các món ăn này rất tệ. Vì vậy thì nếu có dịp đặt chân đến quốc gia này thì các bạn nên lưu ý tránh điều này nha, nếu không muốn bị đánh giá là thiếu tế nhị đó. Và đó là 15 sự thật thú vị về Bồ Đào Nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.